Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà trùm Trương Mỹ Lan thân trong tù nhưng tay ngoài tù điều khiển game thách thức ông tổng ông tô. Như vậy là cho đến nay mạng sống thứ tư liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được xác định. Sau cái chết của Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Phương Hồng thì người dân lại đồn đoán có ba cái chết khác, trong đó có hai cái chết được báo chỉ cho rằng đấy là tin thất thiệt. Sau cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, cư dân mạng đồn đoán rằng ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát của SCB và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB đã đột tử. Tin này tuy đã được báo chí nhà nước bác bỏ, nhưng nhiều người vẫn không tin những gì báo chí thông báo bởi người dân vẫn chưa thấy mặt hai ông này sau tin đồn xuất hiện. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Có lẽ ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu không tử vong thật. Khi chưa có tin tức nào khả tín hơn thì đành phải tin vào nguồn tin từ báo chí nhà nước vậy. Tuy nhiên, tin về ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula và cựu giám tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng đã nhảy lầu tự tử thì báo chí nhà nước không hề có đính chính là tin thất thiệt và cũng không hề bác bỏ tin đồn. Hình ảnh với bản cáo phó được tung lên mạng và cả bức thư tuyệt mệnh, nhưng với nhiều người thận trọng họ cần được xác minh. Bởi bảng cáo phó có thể Photoshop là làm hình đồ họa và viết bức thư tuyệt mệnh cũng không hề khó. Tuy nhiên, người dân thì chờ dài cổ ở phía chính quyền vẫn không thấy lên tiếng. Có lẽ họ quyết ém đi. Nhà nước không xác định thì người dân và báo chí nước ngoài tìm hiểu kết quả cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương được một người đại diện của nhà tang lễ Vãng Sanh Đường ở chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng đám tang ông Nguyễn Ngọc Dương, một giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được tổ chức tại đây. Như vậy là đến giờ đã có 4 người phải bỏ mạng vì một cái tên lừng lẫy Trương Mỹ Lan. Có đến 2 cái chết đã diễn ra sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và nhốt. Đó là bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Như vậy, thân phận bà Trương trong tù nhưng tay bà lại có thể thọc ra ngoài, điều khiển một game trốn tìm rất hồi hộp. Và bà Lan đã triệt được hai đầu mối điều tra có thể dẫn đến những kết luận sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh cáo phó về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương. Đêm 16 tháng 10 trên mạng xã hội thì lan truyền hình chụp văn bản được cho là của Đảng ủy phường 2, quận 4 ở Sài Gòn về việc tử vong của một người rơi từ chung cư Grand Regis ở bến Vân Đồn, quận 4. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, đã nhảy lầu tự tử từ căn hộ G1201 trên tầng 12 là căn nhà của ông và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vụ rơi lầu được xác định xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút hôm 14 tháng 10 tại chung cư này. Tuy vậy, văn bản trên cho biết thêm người ta tìm thấy trên thi thể ông Dương một tờ giấy ghi rằng lời dặn gia đình. Cũng trong đêm 16 tháng 10, hình chụp một tờ giấy viết tay đăng trên mạng Facebook của Hoàng Dũng được cho là giấy lời dặn gia đình của Nguyễn Ngọc Dương. Trong tờ giấy này, ông Dương dặn vợ rằng nghỉ việc, lo hai con, cũng như lần lượt dặn những người con rằng giá nào cũng phải học thành tài, lo cho gia đình và đất nước, mạnh mẽ và học nhé. Tờ giấy kết thúc với dòng chữ rằng ba đã phải trả giá bằng cả cuộc đời, nên gia đình phải hạnh phúc. Người được cho là ông Dương ký tên ở cuối tờ giấy viết rằng Nguyễn Ngọc Dương. Đây là hình ảnh báo cáo của Đảng ủy phường 2, quận 4 về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương và bức thư tuyệt mệnh. Đáng chú ý, các báo ở Việt Nam không đưa tin về cái chết của ông Dương. Theo thông lệ, các vụ nhảy lầu tự tử ở chung cư tại Sài Gòn thường được các báo đưa tin, nhưng trường hợp này báo chí đã im lặng. Như vậy là bà Trương Mỹ Lan ở trong tù, nhưng bên ngoài vẫn xảy ra hai cái chết của một trận hỏa thiêu sách tài liệu tại Vạn Thịnh Phát. Và xem ra bà Trương Mỹ Lan đang điều khiển game thách thức ông Tô, ông Tổng thật sự. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Triệu Quân trong tay nhưng lại bị vô hiệu hóa, ông Tô để bị thủng quá nhiều lỗ. Hiện nay Bộ Công an có quân số còn rất đông đảo. Quân số của Công an, Chính quy và lực lượng dân quân cộng lại lên đến hàng triệu người. Vì thế mà ông Tổng quyết nắm cho được Bộ Công an. Vào năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia vào Đảng ủy Công an như là người chỉ huy cao nhất trong ngành này. Chỉ từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an thì ông mới tự tin để đốt lò.
cũng từ năm đó, ông Tô Lâm luôn là cánh tay đắc lực của ông Tổng trong chiến dịch mà ông Tổng đề ra. Hầu hết mọi nhiệm vụ khó ông Tô Lâm đều thực hiện, kể cả sang nước bắt cóc người ngay giữa thủ đô Berlin. Và ông Tô Lâm vẫn không hề từ nan. Tưởng chừng như không việc gì ông Tô Lâm không làm được, vậy mà mới đây ông đại tướng đứng đầu Bộ Công an đã than vãn về sự bất lực của ông trước tội phạm. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam lại than vãn rằng tham nhũng càng tinh vi, phức tạp, mình cứ ra cái khiên này nó lại có ma khác. Tức là ông Tô Lâm đã thừa nhận công an xuất chiêu nào thì tội phạm có chiêu tới chống đỡ đòn, và nhiều vụ án lớn mà ông Tô Lâm không thể hoàn thành nhiệm vụ cho ông Tổng. Có trong tay binh quyền thì luôn nắm thế chủ động, ngay cả ông Tô Lâm dùng cả cách phi pháp để miễn sao đạt được mục đích như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vậy mà vụ cực kỳ quan trọng đối với ông Tổng là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ông Tô Lâm lại bất lực. Trước đây vì tay ngang không lường được sự nguy hiểm của ông Tô Lâm nên ông Trịnh Xuân Thanh đã gáy rất mạnh khi sang đến Đức, và đó chính là điều ông Tô Lâm định vị ông Thanh đang ở đâu để bắt cóc người trở về để quy án. Lần này Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân tình báo đội đốt doanh nhân, bà Nhàn không dại gì lên tiếng để ông Tô Lâm thực hiện vụ bắt cóc một lần nữa. Với lại bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến đường dây làm ăn của ông Thủ tướng nên ông Tô Lâm càng khó tìm. Với những loại tội phạm thấp thì tội hình sự thông thường hay những tội phạm kinh tế đơn thuần thì việc phá án đối với ông Tô Lâm là rất dễ dàng. Tuy nhiên những tội phạm tầm cỡ, những doanh nhân có mối quan hệ chính trị thì phá không hề dễ chút nào cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm xuất hiện bị vô hiệu hóa không ít lần. Mới đây nhất là vụ án Vạn Thịnh Phát. Ông Tô Lâm đã cho bắt được bà trùm của Vạn Thịnh Phát, nhưng xem ra các mạch điều tra chính bị đứt khá nhiều khi đến nay có ít nhất đã có 3 sinh mạng phải mất mạng vì bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra còn có đến 3 cái chết chưa được kiểm chứng mà những ngày vừa qua người dân đồn đại rất nhiều, trong khi đó thì chính quyền vẫn cố ém nhẹm thông tin. Trong thế quân đông và đang tấn công, dường như Bộ trưởng Bộ Công an cũng bế tắc nhiều vụ án lớn. Với vụ án nhỏ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dường cũng không buộc tội được bà Nguyễn Phương Hằng và vợ ông. Là vợ ông Huỳnh Uy Dũng thì nói gì đến vụ án lớn có dính đến những nhân vật chính trị khét tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh như Vạn Thịnh Phát. Dưới thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng, số người đánh hơi thấy việc chẳng lành cao chạy xa bay rất nhiều. Những cái tên có thể kể ra như Vũ Đình Duy, cựu lãnh đạo PVTech, Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam, Bùi Quang Huy, Giám đốc Nhật Cường Mobile, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch IEC, v.v. Điều này cho thấy bộ máy công an khổng lồ dưới tay ông Tô Lâm không được vững chắc. Tin tức không được bảo mật cho tốt. Đây là hình ảnh cối gộc Lê Thanh Hải vẫn còn đó. Cũng phải nói rằng Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm là một bộ cực kỳ yếu kém, để quá nhiều tin tức mật lọt ra ngoài cho thấy công tác bảo mật thủng rất nhiều lỗ, nên tin tức mới bay ra ngoài dễ dàng đến như vậy. Để ông Tô Lâm làm cánh tay đắc lực, ông Trọng không đốt nổi những thanh củi gộc, đó là điều dễ hiểu.